Hello anh em nhá, thì con 68 game bài này đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là hot anh em ạ. Đấy, nhà cái sẽ tặng cho anh em cái vốn khởi nghiệp từ những con đầu 68k. Cái thời gian nhận thì anh em có thể là từ hôm nay đến khi nào nhà cái dừng thì thôi. Đấy. Tất cả anh em đã tham gia hội viên 68 game bài có thể nhận được nhá. Anh em có thể đọc kỹ ở đây. Và cái nội dung nhận này anh em có thể tham gia đăng ký này, điền thông tin đầy đủ này. Đấy, hội viên cũng như là tải app thành công và tiến hành đầy đủ thông tin vào, và anh em chỉ cần nhắn cho chăm sóc khách hàng là anh em sẽ được nhận cái ưu đãi đó anh em nhé. Và cái phương thức nhận thì rất đơn giản thôi đấy, cái phương thức nhận khuyến mãi này thì anh em ở đây đọc cái tên mình đã chia sẻ luôn rồi, và anh em lưu ý là khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các sảnh được chưa, và anh em còn chần chờ gì nữa vào nhận ngay 68k chứ không phải là một cái số vốn nhỏ như ngày trước để anh em lập nghiệp anh em nhé. Ok, Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ thêm cho anh em một cái cách chơi, một cái hướng soi chín ngầu với công thức tính chín ngầu cực kỳ là chuẩn để anh em có thể tham khảo và áp dụng kiếm cá kiếm ngày công anh em nhé. Đơn giản thôi. Thì anh em vào đây, anh em sẽ lấy ví dụ điểm chín ngầu ở trong này nó đang là 3 này, 3 này, 4 này, và nó chỉ 10 đúng không? Thì cái này suy ra là gì? Anh em sẽ lấy cho mình 3 cộng với 3 bằng 6, thì khi đó kết quả 6 anh em cộng tiếp cho là tổng điểm ở đây là 10, ví ra anh em có bằng 16 điểm đấy. Thế anh em bỏ qua cái xí ngầu 3 này đi nhá, bỏ qua xí ngầu 3 này đi là có kết quả 16 là chẵn để anh em có là xỉu với mình được chưa. Và tiếp tục này, ví dụ xí ngầu 4 này, 5 này, 4 này thì anh em sẽ có là tại 13 đúng không? Thì suy ra đây chúng ta là có cộng với 4 này, cộng với 5 này, cộng với 13 này là chúng ta ở đây là có là 12 điểm đúng không? 12 điểm thì anh em có là xỉu tiếp cho mình chưa? Rất đơn giản thôi. Tuy là nhìn nó có vẻ loạn nhưng mà khi mà anh em áp dụng mà nhiều lần rồi thì anh em có thể là áp dụng rất là nhanh. Còn anh em nào mà kiểu là tính toán kém thì có thể là rút ra tính tính đúng không, thời gian thoải mái không vội cả. 5 này cộng 6 này cộng với 1 này thì chúng ta là có là 12, thì suy ra ở đây thì chúng ta sẽ có là 5 cộng với 6 cộng với 12 là bằng 23 đúng không? Thì thế này là lẻ, nó rất là tài cho mình em nhé, rất đơn giản thôi. Em nhớ lại anh em đấy, xí ngầu 1 đây mình viết ra là xí ngầu 1 này cộng xí ngầu 2 và chúng ta sẽ bằng kết quả ở đây, em sẽ cộng tiếp cho là tổng viên là bằng tài hoặc là xỉu anh em nhé, được chưa? Nó sẽ kết quả cuối cùng của mình. Nói chung là anh em cứ tự tin là nắm bắt được công thức này thì anh em chơi là cứ phải ngày cá kiếm đâu đó là 10 đến 20 củ, rất là đơn giản thôi. Quan trọng là anh em áp dụng đúng và chuẩn, tính toán nó phải là từ chi tiết một đúng không? Cái sai một chấm, ví dụ là đây là con tài 23 mà anh em lên 24 thì là anh em bắt được xỉu đúng không? Tiếp tục 6 này, 6 này, 6 này, 18 này. Suy ra đây là chúng ta sẽ có là 6 cộng với 6 cộng với 18 là bằng có 6 12 nữa là 8 30 đúng không? Thì tính này anh em sẽ bắt cho mình là xỉu ạ. Đấy, cứ chẳng xỉu và lệ tài cho mình. Đấy, anh em đừng có bắt kiểu là theo kiểu là chẳng tài mình xỉu nha, chứ cái kiểu đấy khó nha bạn. Có ra là cứ theo thuận cho mình là chẳng xỉu mà lệ tài auto là hút gần như là bất bại luôn anh nha. Ok, tiếp tục đây sẽ là 4 cộng 4 cộng 5 thì chúng ta có đây sẽ là 13 đúng không, thì em sẽ lấy 4 cộng 4 cộng 13 thì chúng ta đây sẽ có là 17 này, 21 đúng không? Thì chúng ta sẽ có thế này là vào tài đúng không? Rất là chi là đơn giản, không có gì khó cả. Anh em nào bảo cầu này khó,
tôi cũng phải có này, vì thật sự là anh em đã quá là kém đúng không? Nên là khi mà mình chơi, mình vào tham gia bộ môn tài xỉu này thì mình cảm thấy là mình rất là tự tin anh em nhé. Tiếp tục, dụ tôi sẽ là 5 cộng 5 cộng 6 thì anh em sẽ có là 16 điểm ở đây, thì suy ra anh em sẽ là 5 cộng với 5 cộng với 16 và chúng ta sẽ có là 21 đúng không? À đâu, 26 thì cái này rất là xỉu em nhá, nhầm nó bị lõm mắt em ạ. Đấy, nói chung là rất đơn giản thôi, em cần là tính toán chuẩn được, nhưng mình sai đấy, tiếng người là 21 là em có là tàn gì đúng không, nhưng mà tính chuẩn lại thì nó sẽ vẫn là ở xỉu. Chúng là khỏe cố khi mà cái điểm sau như thế này thì cứ bình tĩnh tí làm sao mà nó ok nhất cho mình, chứ cái tầm này mà anh em sai thì khó để sửa lắm, bởi vì là cái môn tài xỉu nó không như anh em ngồi đâu, anh em ngồi sai chỗ thì em có thể là đứng dậy thì ngồi chỗ khác được, nhưng mà đây là công thức anh em đi vốn là rồi thì em sai ấn là rồi, em không có chuyện hủy hay là chuyển sang chỗ khác được đâu. Nhớ cho mình nhá, mình có cái mẹo thì nếu như mà anh em đánh vào xỉu sai đây đấy thì anh em đánh được đánh mở cửa bên kia, nhưng mà đấy là cái kiểu là có hai liên lạc cùng lúc thôi, đánh vào bên kia bằng cái số tiền đấy, đấy cũng nó mất 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 cái vốn à cái lãi đúng không? Đấy, nói chung là phải mất cái phí rồi. Nói chung là chơi game mà áp dụng công thức này thì là cái rất là ghét nha, bởi vì nó chuẩn quá nhưng mà mình đã thấy phần trăm cao của nó từ 85% này đến 95% luôn anh em ạ, nên là vì thế mình cảm thấy là rất là chuẩn, đến nỗi là cái rất hay là thấy có kết quả gì mới là một cái có thích phải sửa lại, là vì thế anh em cứ nhanh tay lên thì áp dụng công thức về vào, và sau đó là cá kiếm gọi là vừa đủ đi đúng không, nên là vì thế thì tốt nhất là nhanh gọn anh em nhé. Anh em mà thấy video này thì em vào cái thử luôn cho mình, không là lúc này cái thất bại rồi thì lúc đấy là đừng có anh ơi không là công thức nào không nữa nha, rất còn rất là nhiều, mình làm cũng lên video chia sẻ công thức cho anh em cơ, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Là vì thế thì anh em nào mà rảnh tay thì có thể đăng ký kênh ở xuống báo, khi mình lên video mới nhất anh em không bị bỏ lỗi ok chưa. Và công thức này thì anh em phải quan sát tầm 2-3 cái đầu, nếu như mà thấy đúng chạy như này thì nó sẽ là vốn, còn không thì cứ lướt qua cho nó nghe được chưa. Đấy, rất là sang chín luôn, là vì thế thì anh em tự tin công thức này. Ok thì khả năng là video này sẽ kết thúc ở đây, hẹn anh em ở những video lần sau. Em chúc anh em là áp dụng công thức để thành công bá đạo, và cũng như là muốn được gọi là số lời như mong muốn anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em nhé, chào anh em, bye bye.